Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Năm 2022, Đảng ủy ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức Đảng và đảng viên, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm đến các hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Điểm nổi bật trong năm 2022 là tập trung triển khai có hiệu quả chủ đề năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ban hành được hai nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên và cụ thể hóa mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Năm 2023, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố chọn chủ đề là năm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên theo đó tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng tiếp tục đổi mới phương thức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp